mà cô diễn vừa thôi, diễn lộ lắm. Chồng tôi, ba đứa con của tôi đều quấn lấy cô. Cô muốn diễn cho ai xem nữa? Im mồm đi. Ông nói ai im? Tôi nói. Tôi im. Tôi im đấy. Được chưa? Thôi mà mẹ, mẹ đừng giận nữa. Mẹ uống nước đi mẹ. Thôi mà mẹ, đừng giận nữa, không lại máu già đấy. Bác ơi, cháu nghĩ bác gái đang nóng giận, lại cộng với có chuyện buồn lo, nên là cháu mong bác đừng để bụng ạ. Cháu không sao đâu ạ. À, tôi vào xếp đồ. Mẹ. 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 Gọi cái gì? Không phải gọi. Kệ. Bố, bố vào xem mẹ thế nào đi. Không việc gì phải xem. Xem sụp. Kệ. Bố ạ, mình là một người đàn ông lịch lãm. Mình không thể để người phụ nữ của mình bỏ đi một cách dễ dàng như vậy được. Mình phải đuổi, đánh. Ơ, mọi người làm sao ấy nhở? Các cụ là có câu nhẹ mà không mưa ấy, thì phải cho ăn đập. Mà nếu mà bố không đánh được ấy, thì bố đi theo bố về mẹ như vậy. Tao lại đập cho mày một phát bây giờ. Mày trong vai con tao hay là mày trong vai ông nội tao đấy? Hả? Nó nói như ông nội tao. Bác ơi, cháu nghĩ bây giờ bác gái đang bận chuẩn bị đồ để vào viện đấy ạ. Có khi cũng cần bác giúp đỡ ạ. Khi em nhận tin dì thi em rất buồn. Hay là bây giờ để anh chuẩn bị đồ đạc cho em vào thăm dì thi nhá. Tôi không cần. Ông ra ngoài kia giúp cháu nó lau nhà, rửa bát, chải răng, chải tóc. Em buồn cười. Nó là cháu anh chứ không phải vợ anh đâu mà anh đi hầu hạ nó. Mà từ trước đến nay ngoài hầu hạ em ra anh có hầu hạ ai đâu, đúng không? Anh có khi còn hầu hạ em còn nhiều hơn cả hầu hạ mẹ anh. Anh Bảo. Nè. Quay ra anh Bảo. Quay anh Bảo. Nè. Thay quần áo ra. Thay quần áo ra rồi vào trông dì thi đi. Chứ vào muộn quá là người ta không cho vào là hỏng hết cả việc đó. Muộn rồi đấy. Mãi cũng thấy mấy cái bộ đồ kia được. Sao nay mọi người dậy sớm vậy? Bác sĩ Phương, hôm qua em ngủ ngon không? Kiệt, bóp anh thì chạy. Lào. Bỏ chân xuống. Lào. Ơ, nhà hôm nay chỉ có bốn chị em mình thôi à? Bố em vào viện mang cơm cho mẹ rồi ạ. Chị Phương này, những cái lời mẹ em nói hôm qua chị đừng để ý nhá. Chị không buồn chuyện đấy đâu. Thật ra chị chỉ lo mẹ bọn em vất vả thôi. Ôi, người con gái hiền lành quá. Ôi, người con gái thánh thiện quá. Nếu cưới được một người vợ như này chắc chắn mình sẽ... Phong! Mày bật cái gì nhá? Chuyển kênh đi nhanh! Em có làm cái gì đâu! Dài điều khiển nó tự chuyển kênh đi nhá! Không phải tại em! Mà chị Phương này! Sao chị ấy nói là lo lắng cho mẹ em vất vả? Vì ngày trước chị cũng phải chăm mẹ chị bị ốm, phải nằm viện một thời gian dài, nên chị hiểu. Vất vả lắm em ạ.
một mình xoay sở mà không ai phụ thì mệt lắm. Nên chị lo mẹ em càng đáng như thế thì không biết sẽ thế nào nữa. Thật sự chị muốn giúp mẹ bọn em. Mẹ em cố chấp lắm. Chị có giải thích cũng không được cái gì đâu. Đấy, em đừng nói như vậy. Chị từng trải qua nên chị hiểu. Vất vả lắm em ạ. Trăm người ốm ở viện thật sự không đơn giản đâu. Mình phải lo từng bữa ăn, rồi quần áo, vệ sinh cá nhân, quan trọng nhất là thuốc thang. Chưa kể những lúc như thế, có mấy ai mà không lo lắng được. Đêm cũng chẳng thể ngủ ngon giấc. Những lúc như vậy mà chỉ có một mình thì tủi thân lắm. Nên chị nghĩ là trong thời gian này, ba bọn em nên quan tâm đến mẹ bọn em nhiều hơn. Thật sự gia đình là nguồn động viên lớn nhất đấy. Mẹ đã về hả? Chào mẹ. Mẹ. Mẹ về mẹ lấy đồ rồi đi luôn. Mẹ ơi, mẹ đưa cái này có sách chưa? Mẹ đưa sách làm một lần cho. Mẹ uống nước đi mẹ. Hay là mẹ uống nước ngọt cho mát mẹ nhá. Nước ngọt cái gì? Mẹ uống nước lọc đi. Mẹ uống nước lọc được rồi. Mày uống đi, nước ngọt không tốt đâu. Phương, chị lên bao giờ đấy? Chị vừa mới lên. Sao chị biết em ở đây mà tìm? Bí mật. Ơ, mà Kiệt, em không chụp nữa à? Hay là chị làm phiền em phải không? Không sao đâu, em ra ngồi nghỉ tí mà. Với cả cảnh ở trên này, ngày nào em chả chụp. Đẹp nhỉ? À mà chị này, hả? Cái vụ cuộc thi chụp ảnh hôm trước ấy. Em đăng ký Juno Bành rồi đấy. Thật á? Tuyệt quá còn gì. Nhưng mà đợi mãi chả thấy người ta hồi âm cho em gì cả. Em nghĩ quả này cho em trượt rồi. Không sao đâu, em phải tự tin lên chứ. Thắng thua không quan trọng, mà quan trọng là em đã dám thử sức. Chắc là chị lên tìm em có việc gì muốn nói hả? Thật ra chuyện là từ lúc mới về nhà em, chị cũng có biết tình cảm của ba anh em dành cho chị. Lúc đầu thì cũng hơi ngại. Thế nhưng mà bây giờ chị không muốn tình trạng đó tiếp diễn nữa. Vậy nên Kiệt ạ, chị muốn nói với em một câu. Anh Kiệt, em yêu anh. Anh Kiệt ơi. Trời. Kiệt ơi. Em làm sao đấy? Sao tự dưng lại ngồi thừ ra lẩm bẩm một mình là anh rồi cười là thế nào? Không có gì đâu ạ. Mà chị nói lại cái việc mà chị định lên tìm em ấy. À, thật ra chuyện là cái ông khách hôm trước ấy. Chị định cảm ơn em mãi mà chưa có dịp. Trời ơi, có mỗi cái việc ông khách đấy mà ngày nào chị cũng nhắc đi nhắc lại như nào. Từ từ, để chị nói nốt đã.
thì chị định cảm ơn em mãi mà chưa có dịp. Thế nên là hôm nay chị lên tìm em để đưa cho em quyển sách này. Ui, quyển sách này quý lắm đấy. Ừ. Em tìm nó bao nhiêu lâu mà không tìm được. Mà sao chị biết là nó? Thật ra thì chị hỏi mấy người bạn của chị cũng đam mê nhiếp ảnh. Mà họ cũng ca ngợi quyển sách này y như em ý. Thế nào mà chị lại có duyên tìm được. Em cảm ơn chị. Chị đúng là tinh thần hộ mệnh của em. Em yêu chị. Không phải. Vô lý. Rõ ràng là cái quyển sách này em đi rất nhiều nơi mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Không thể nào có chuyện chị ấy tìm dễ dàng như thế được. Thì chỉ là may mắn hơn thôi mà. Không đúng. Không phải. Cái này là do chị đã đi rất nhiều nơi, thậm chí đi nhiều hơn cả em, thì mới có thể tìm được cuốn sách này. Thôi, nhưng mà chuyện này có gì quan trọng đâu. Quan trọng là bây giờ em đã có một quyển sách tốt. Chị vất vả quá. À, chị có thích chụp ảnh không? Em dạy chị nhá. Ừ, dạy chị với. Dạ. À đây cái gì? Để em vào đây. Đây, đây. Đúng, em thử chụp đi, em thử chụp. Đây, cái gì đó. Đấy, chụp đằng kia kìa. Đây. Chị cầm vào đây. Đó, tay đi nghe đây. Em mang bánh sang để cảm ơn anh. Cảm ơn anh phụ hôm trước, phụ đỡ đòn ấy. Nói chung là cảm ơn anh. Với cả em nghe nói hôm trước anh bị ốm tí chết, nên là em nghĩ ăn bánh chắc là cũng bồi bổ sức khỏe đấy. Chết chết cái đầu em ấy. Thích ăn đòn không? Cùng lắm lại là ép em vào tướng gì. Em chẳng sợ đâu. Thế anh lấy bánh không? Có, ngu gì không lấy. Thế anh định ăn mảnh một mình, không cho em ăn cùng à? Em người rời à? Em tặng bánh anh rồi, anh ăn với ai là việc của anh? Thôi, em nghĩ lại rồi. Em cho anh một nửa thôi. Đưa ra đây, em cắt đôi ra. Thôi được rồi, anh lấy bánh cho, em lấy dao đi. Ok, bánh cũng đẹp hết nhờ. Giờ anh cắt từ đây sang đây thì như thế nghĩa là đều. Góc nhìn của em thế là đều rồi. Để em cắt cho. Em đã bảo rồi, cắt bên này mới đều, cắt bên này em. Này anh vừa phải thôi, như thế là đều rồi còn gì. Cứ để em cắt. Thật tự để em cắt, để em cắt cho. Em hứa sẽ đều. Em biết phép chia mà. Đã bảo là cắt bên này, đùa em học toán lên. Bên này mới là một. Anh mới là bao giờ con này. Mày thì phần to hơn chứ gì. Tất nhiên em là con gái mà. Mày ngon phết nhở. Tất nhiên em chọn mà đi. Nhớ chỉ ăn phần của anh thôi nhé. Đừng có sang phần của em đấy. Được. Bỏ ngay ra.
Ok, bánh là của em, người nhện là của anh. Không em ạ, thần tượng của anh là người rơi, người nhện em cầm về, bánh là của anh. Ok anh, người nhện em cầm về, bánh là của em. Không em ạ. Không anh ạ. Bỏ ra. Thôi nghĩ kỹ rồi, em là con gái, anh nhường em. Thế mà cũng khóc, để anh lau cho. Ngốc. Sao ạ? Dạ không có gì đâu chị ạ, chỉ là hiểu lầm thôi. Tuyên ơi. Con đây ạ. Mẹ miếng nước. Đây ạ. Mẹ chết, mẹ chưa có nấu cơm nữa. Việc này mẹ không phải lo ạ. Con với chị Phương đã nấu rồi. Bây giờ chỉ việc dọn ra và ăn thôi mẹ ạ. À đấy, thế mấy đứa đã lau nhà, giúp quần áo chưa? Con làm rồi ạ. Tịt mít xích. Đi vào đây. Dạ. Đi vào đây. Nhanh. Ba đứa khai thật đi. Chúng mày vừa phạm lỗi đúng không? Mẹ này, sao mẹ có thể nghi ngờ bọn con như thế nhỉ? Bọn con cũng có thể ngoan, cũng có thể chăm sóc cho mẹ mà. Nhờ. Bố anh. Mẹ ạ, nếu như làm việc nhà chăm chỉ là một tội lỗi, thì ngày hôm nay con nguyện sẽ phạm lỗi. Nhưng từ ngày mai con sẽ không làm nữa. Thế ba đứa ngoan thật đấy. Vâng. Mẹ à, riêng hôm nay mẹ sẽ là nữ hoàng của bọn con. Công việc của mẹ chỉ là đứng đấy và chờ bọn con đến dọn dẹp hết mà thôi. Thế hôm nay mẹ là nữ hoàng, mọi khi mẹ là gì? Nữ quái. Thằng kia, đứng lại. Mày đứng lại em, nhanh. Còn cái trẻ cái mất dạy. Sao nghe giọng qua điện thoại vui thế? Chị Phương, em thắng rồi. Cái cuộc thi ảnh hôm trước ấy, họ vừa gọi điện bảo em là em được giải nhất, lại còn được học bổng nữa cơ. Thật đó kìa, trời ơi em giỏi thế. Chị thật là tự hào với em. Phải không được đi. Em vui quá chị ạ. Mà chị là người đầu tiên em báo tin chưa đấy? Bố mẹ em mà nghe tin này chắc chắn là vui phải biết. Sao đấy? Cái tin này em không nói cho bố mẹ em biết đâu. Tại sao lại thế? Tin vui như thế này đúng ra em phải báo cho hai bác biết chứ. Chị cũng biết mà. Bố mẹ em chỉ muốn em làm giáo viên thôi. Bây giờ mà em nói em đi chụp ảnh như này ra ấy, thì bố mẹ em sẽ bảo là lông ba lông bông, học hành không lo học hành đi. Không, em nói như vậy là không đúng đâu. Suy cho cùng, bố mẹ em nói như thế là nghĩ cho em thôi. Mà bây giờ nếu bố mẹ em biết nhiếp ảnh mới là niềm đam mê thực sự của em,
Và lại em lại còn theo đuổi ước mơ một cách nghiêm túc nữa. Thì chị tin chắc là bố mẹ em sẽ ủng hộ. Rồi bố mẹ em sẽ hiểu mà. Hiểu là hiểu thế nào? Đâu? Đưa cái đây bố xem nào. Đây ạ. Ô, giải nhất thật này. Trị giá giải nhất là 100 triệu. Ôi, 100 triệu cơ đấy. Mà lại còn nhận được học bổng toàn phần của hội nhiếp ảnh gia. Rồi, rồi đấy. Cái này phải thưởng, phải thưởng, phải thưởng. Rồi. Thực ra thì cái giải đấy dành cho người không chuyên thôi mà bố. Ừ, như thế là được rồi. Xem ở cả cái tòa nhà này, à không, cả cái khu phố này, à không, cả cái dãy phố này, à không, cả cái phường này, làm gì có đứa nào được giải quốc gia đâu. Như thế là oách rồi đấy. Oách rồi con mình, thế mà giỏi không nhờ. Sao mấy cái ảnh phình phường của anh mà ông kinh thế cơ? Yến ơi, tôi đang quả đấy cả nhà mình được ăn khá to rồi. Nhưng mà cái việc này sao lại giấu bố mẹ nhở? Ừ, dạ, thực ra là con sợ bố mẹ phản đối con. Bố mẹ cũng chỉ mong cho con học hành đàng hoàng tử tế, không ăn chơi lêu lổng. Còn những đam mê thật sự như thế này thì cứ nói với bố mẹ, bố mẹ ủng hộ hết sức chứ lại, hiểu chưa? Bố nói giống y như chị Phương ấy. Thực ra là lúc mà con đăng ký thi cái giải này rồi được giải thì con cũng sợ lắm. Nhưng mà nhờ chị Phương khích lệ con rất là nhiều. Con còn không định nói cho bố mẹ cơ. Nhưng mà chính chị Phương bảo con phải nói cho bố mẹ biết. Rồi chị nói y như bố vừa nói xong ấy. Cảm ơn cháu gái nhá. Cô chú sinh nó ra nhưng mà đôi khi không hiểu được nó. Bố xin lỗi nhá. Bố đã không lắng nghe các con. Bây giờ ba đứa mà có đam mê gì, có nguyện vọng gì, có ước mơ gì thì cứ nói với bố mẹ. Bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ cho các con. Hiểu chưa? Dạ. Thật là bố. Thật. Còn nguyện vọng luôn hả? Tất cả. Còn bây giờ thì nhà mình có anh Kiệt là nhiếp ảnh gia mời đi ăn. Đâu mà trông vui đấy. À, anh vừa mới xem một bộ phim hài hay phết trên mạng này. Thật á? Thật. Phim gì? Phim Chị đứng đấy cho em đến tán thì phải. Ui, phim này hay đấy. Em nhớ hình như trong phim có một thằng nhìn nhăng nhắc giống em. Mà buồn cười hơn nữa là có hai thằng nhìn lơ nga lơ ngơ như hai bọn anh ấy. Chết cười không chứ? Không chết à? Thôi, hai thằng ở đây đi. Anh xuống làm bắn cờ đây. Đứng lại. Anh định lừa ai? Đấy, anh nhìn xem có phải ở dưới đấy có con gì không? Mắt mày cận à? Làm gì có con gì?
Không được, anh trả tiền em đi. Rõ ràng ở dưới đáy có con gì mà. Còn cái đầu mày ấy, tao không trả đấy. Anh Kiệt, anh lại đây xem hộ em. Xem ở dưới đáy có con gì không? Đâu xem nào. Đây, anh nhìn vào đi. Hai cái thằng trời đánh nghịch ngu làm mình đau hết cả mắt. Mà chả hiểu sao chị bé hẹn mình xuống đây. Cái sân rộng như này không biết đang ở đâu rồi. Hay không thấy mình lại dỗi, sao lại bỏ lên nhà nữa. Con gái mà khó hiểu thật đấy. Phương à, em hiểu rồi, em hiểu tình cảm của chị rồi. Chị bé ngốc nghếch này, từ bây giờ em sẽ không gọi chị là chị nữa, mà sẽ xưng em và tôi. Em thấy có được không? Thấy được không? Em là tôi. Vâng, anh Kiệt ạ, à, em cũng yêu anh. Em yêu anh. Mày thấy chưa? Anh đã bảo rồi mà. Anh trai của mình ý, chỉ cần lấy một vài tin nhắn của chị Phương là mặc kệ cả thế giới đi xuống đây luôn. Kiệt ơi là Kiệt. Bình thường thì thông minh là thế, không ngờ lại có ngày mắc mưu. Trời sinh ra Phong, sao lại còn sinh ra Kiệt nhở? Tại sao là mày? Sao là mày? Thật ra ấy, là bức ảnh đó là của chị Phương tặng anh thật. Ừ. Nhưng mà quá đen cho anh. Quá đen? Thật sự quá đen cho anh. Là bọn em nhìn thấy trước. Và sau đó bọn em quyết định viết lời nhắn nhủ cho anh. Người ta gọi là chớp thời cơ. Đó đó. Được không chị bé ngốc nghếch? Hay là chị bé ngốc nghếch? Vì thần tình yêu mong chờ thêm một mũi